Chào nãy, một trong những phát minh đã thay đổi cách giao tiếp của con người là emoji. Ngày nay mọi người sử dụng emoji rất nhiều khi nói chuyện trực tuyến, ví dụ như khi nhắn tin, gửi email. Emoji cũng xuất hiện trong các trạng thái diễn tả cảm xúc trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy thì, phát minh dễ thương này đến từ đâu? Hơn 4.000 năm trước khi có chữ viết, những ký tự tượng hình đầu tiên đã được sử dụng để giao tiếp, nhưng phải đợi hơn 4.000 năm, emoji mà chúng ta biết ngày nay mới chính thức ra đời. Vào năm 1998, Kurita Shigekata, nhân viên hãng Docomo, đã thiết kế 176 biểu tượng diễn tả cảm xúc và thời tiết cho dịch vụ di động. Do màn hình điện thoại di động thời này rất nhỏ và tiếng Nhật cũng bao gồm nhiều từ ngữ đa dạng thể hiện phép tắc xã giao, nên Kurita đã nghĩ ra emoji như một giải pháp ngắn gọn hơn cho vấn đề này. Mặc dù đều được dùng để diễn tả cảm xúc, nhưng emotion và emoji lại không liên quan đến nhau. Chữ Y trong emoji nghĩa là hình ảnh, còn moji nghĩa là ký tự. Sau khi hãng Docomo trình làng emoji, các công ty đối thủ cũng lần lượt ra mắt các emoji của họ. Dần dà, emoji dần trở nên phổ biến toàn cầu trong các cuộc nói chuyện trực tuyến. Ngoài emoji ra, trước đó còn hai cách diễn tả cảm xúc qua ký tự khác là kaomoji và emoticon. Thì emoticon diễn tả qua những hình ảnh đặt nghiêng, ví dụ như là mặt cười, còn đây là mặt buồn. Trong khi đó, kaomoji thường nhìn chính diện và tập trung vào phần mắt, kiểu như vậy là mặt vui, trong khi như vậy là nhíu mày. Dù không phổ biến bằng emoji, nhưng kaomoji vẫn được dùng rất nhiều. Còn emoticon cũng đã được tích hợp với emoji, ví dụ như mình gõ như vậy thì emoji mặt cười sẽ tự động hiện ra. Còn những sticker kiểu như vậy, mãi sau này mới xuất hiện với nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng emoji vẫn là một biểu tượng được ưa chuộng nhờ vào khả năng giúp mọi người diễn tả cảm xúc của mình theo một cách vô cùng đơn giản, nhanh chóng và dễ thương. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.